hướng dẫn chơi trò chơi bắn hay trốn theo phong cách cà phê trứng vịt. Để chơi trò chơi này, các bạn gặp NPC mới có tên Nick Vuzier Plaza. Sau khi đối thoại với nhân vật này, ấn OK để vào khu vực chơi. Sau khi lốt xong màn hình chờ, chúng ta sẽ thấy nhân vật của mình đang ở trên một chiếc máy bay, tương tự như trò chơi PUBG nổi tiếng. Cùng mình đọc qua hướng dẫn trò chơi này nhé. Điều đầu tiên, đây là một trò chơi sinh tồn và người cuối cùng còn sống sót sẽ là người chiến thắng. Thứ hai là có thể nhặt được trang bị ở khắp nơi để khiến trò chơi thú vị hơn, và đặc biệt nhân vật của bạn sẽ mạnh hơn nếu bạn nhặt được pin. Và cuối cùng là đừng quên rằng bạn có thể ẩn nấp trong bụi cây nhé. Sau khi đọc xong hướng dẫn, chúng ta nhảy xuống dưới để vào khu vực sân chơi sinh tồn. Tương tự như trò chơi zombie, bắn và trốn cho phép tối đa 8 người chơi một phòng. Sân chơi của chúng ta đủ rộng cho 8 người chơi và có nhiều bụi cỏ để ẩn nấp. Sau khi tín hiệu đếm ngược 3 2 1 kết thúc, các vật phẩm sẽ xuất hiện ngẫu nhiên xung quanh chúng ta để nhặt vật phẩm các bạn đứng lên trên vật phẩm và đợi vòng tròn màu xanh quay hết để sử dụng các vật phẩm chúng ta ấn giữ biểu tượng ngắm bắn sau khoảng một vài giây sẽ hiển thị ra đường thẳng màu trắng đây chính là hướng đạn sẽ bay để điều chỉnh hướng bắn các bạn di chuyển biểu tượng ngắm bắn như trong video lưu ý phải vừa nhấn giữ và vừa di chuyển nút này thật linh hoạt để bắn chính xác hơn ngoài ra các vật phẩm đều có số lần dùng và thời gian hồi khác nhau nên các bạn phải để ý nhé một điều cực kỳ hữu ích cho các bạn mới là bãi cỏ ở trong bãi cỏ, kẻ địch hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng ta. Đây là nơi ẩn náu số 1 khi chạy trốn. Ngoài ra, chúng ta có thể nhặt các vật phẩm cứu thương để hồi lại lượng máu đã mất. Một điều không kém phần quan trọng trong các thể loại game sinh tồn như này chính là vòng bo. Đây là một vòng tròn thu hẹp dần về phía tâm. Nếu người chơi đứng ngoài vòng tròn này thì sẽ bị mất máu. Người cuối cùng sống sót trong vòng bo chính là người chiến thắng. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn chơi trò chơi mới bắn hay trốn. Nếu thấy hữu ích hãy thả cho mình một tim follow mình để cập nhật tin game và mã cốt mỗi ngày chúc các bạn chơi vui